tam cú nghĩa trung toàn nhiếp tịnh độ pháp môn vô tát nhất thiết sở hạnh bất ly phương tiện dĩ phương tiện cố thủ ư tịnh độ đắc thường kiến phật phương tiện của tịnh tông trước hết là làm một người tốt chẳng là một người tốt sẽ chẳng có cách nào sanh về thế giới cực lạc chẳng có phần phải là một người tốt nhưng chúng ta cũng thật sự thấy chẳng phải là giả có kẻ suốt đời tạo ác lúc lâm chung gặp gỡ bạn lành khuyên kẻ ấy quay đầu là bờ niệm phật cầu sanh tịnh độ kẻ ấy nghiễm nhiên cũng thành tựu đó là do nguyên nhân nào điều ấy khiến cho nhiều người hoài nghi trong ấy có đại đạo lý Đại đạo lý gì vậy? Kẻ suốt đời tạo ác Lâm chung sám hối Biết lỗi quay đầu Tội nghiệp bèn tiêu tan Kinh Phật có tỷ dụ Nhà tối ngàn năm căn nhà ấy chẳng qua ánh sáng bao lâu một ngàn năm quý vị thắp một ngọn đèn soi sáng tối tăm chẳng còn nữa tối tăm ví như tội nghiệp ngàn năm là thời gian tạo tội nghiệp rất dài quý vị một niệm quay đầu tức là quý vị thắp một ngọn đèn tối tăm chẳng còn nữa Lời này cho chúng ta biết Tội lẫn phước đều chẳng phải là thật Chúng đều sanh từ tâm tưởng Là pháp sanh diệt Chẳng phải là thật Chỉ cần là pháp sanh diệt Thì như Kinh Kim Cang đã nói rất hay Hết thể pháp hữu gì Như mộng huyễn bọt bóng Pháp hữu gì là Pháp sanh diệt Giống như nằm mộng Gặp ác mộng Tạo tội nghiệp là gặp ác mộng Tạo nghiệp chịu khổ Có người đánh thức quý vị Sau khi tịch giấc Mộng hoàn toàn chẳng còn nữa Quý vị ở trong lục đạo Thời gian tạo tác tội nghiệp rất dài Cảm nhận khổ báo trong tam đồ Này có thiện tri thức đánh thức quý vị Quý vị liền giác ngộ Lục đạo thật là khổ Ta muốn về thế giới cực lạc, Ý niệm vừa chuyển Nghiệp bàn tiêu tan Nó chẳng còn chứa ngại quý vị nữa Nghiệp tiêu tan nhiều hay ít Tùy thuộc tính tâm của quý vị Tính tâm kiên định Chẳng có mấy mấy hoài nghi Nghe bèn tiêu hết Có những kẻ như thế nào Ta tạo nghiệp nhiều quá Thời gian tạo nghiệp quá lâu Như vậy thì có được hay không Chỉ cần có một nghiệp như thế Nghiệp của người ấy Chỉ có thể tiêu ít ỏi vài phần Còn phần lớn chẳng tiêu được vẫn có thể chứa ngại kệ. Nếu chúng ta thật sự hiểu đạo lý này, sẽ chẳng còn hoài nghi nữa. Biết tạo tội nghiệp như thế nào đi nữa. Cầu A-di-đà Phật thật sự có thể tiêu trừ nghiệp ấy. Giữ chặt A-di-đà Phật, quyết định chẳng buồn lỏng. Trong tâm có a di đà Phật Trong miệng có a di đà Phật Thân thể tạo tác cũng giống như a di đà Phật Còn có thể nào chẳng giảng, giảng sanh ư? Ở đây nói Bồ Tát nhất thiết sở hành bất ly phương tiện chẳng khác gì thích ca mâu ni phật ứng hóa trong thế gian này dễ phương tiện cố đó là phương tiện thiện xảo thủ ư tình độ phương này chính là tình độ tịnh độ chính là phương này đắc thường kiến phật Tâm ta chính là a di đà Phật a di đà Phật chính là tâm ta Chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Đều có thể tương ứng với những điều đã dạy trong kinh vô lượng thọ Điều này giống như trong các tôn giáo thường nói Ta và thần cùng tồn tại chúng ta cũng là cùng A-di-đà Phật tồn tại. Trong Phật Pháp, ý nghĩa cùng tồn tại này được nói rất thần thiết. Trung phong quốc sư nói, tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Đấy chẳng phải là ta và A-di-đà Phật cùng tồn tại ư?